Apple đã mang chip mobile lên laptop, chip M1 rồi. Vậy tại sao các hãng không mang chip PC vào mobile nhỉ? Lúc đó sẽ tạo ra một siêu điện thoại mạnh nhất thế giới thì bây giờ. Anh nghĩ sao? Nó có khả thi không? Mình nghĩ là không khả thi. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng như người ta mang chip mobile lên laptop để làm gì? Để tiết kiệm điện hơn đúng không? Đấy, bây giờ tự nhiên lại mang chip của laptop lên trên mobile, thế thì pin nào nó trụ nổi? Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này, thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại cũ giá rẻ, ví dụ như là mua những cái dòng điện thoại iPhone, Samsung, Sony, HTC, LG, Google Pixel, thì có thể tham khảo qua zidongmango.com. Hiện tại thì họ đang có một số những sản phẩm sale off, ví dụ như là Sony Xperia XZ Premium, một cái chiếc điện thoại mà có màn hình 4K, thiết kế thì rất là nam tính. Họ đang bán mức giá là 2.990.000 đồng. Đấy, tiếp tục nữa là họ có Galaxy Note 8 2 SIM với mức giá là khoảng trên dưới 6 triệu đồng. Galaxy Note 9 2 SIM thì rơi khoảng trên dưới 7 triệu rưỡi. Và iPhone 8, một chiếc điện thoại màn hình bé với mức giá là khoảng trên dưới 5 triệu rưỡi. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Google Pixel các thứ thì cũng đều có hết. Rồi là iPad nữa. Đấy. Và nếu các bạn muốn mua với mức giá ưu đãi hơn chẳng hạn, thì các bạn cứ thử gọi điện đến, các bạn bảo là tôi mua hàng qua kênh Dương Dê thì liệu có được giảm thêm đồng nào hay không. Đấy, anh em cứ thử hỏi xem nhé, biết đâu được giảm thêm một ít. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Vân Thành, bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi là Mi 10 Pro đang được bán cỡ 15-16 triệu mà không giảm giá xuống vậy, mặc dù là đã ra gần 1 năm rồi. Anh nghĩ đến hè nó có thể giảm giá xuống tầm khoảng 8 triệu hàng cũ hay không? Nếu được, anh chọn Mi 10 Pro hay là Galaxy S20 Plus cũ? Em cảm ơn và chúc anh thành công và sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thực ra ấy, là cũng chia sẻ với cả các bạn luôn là những cái sản phẩm điện thoại flagship của Xiaomi thì tụt giá sẽ rất chậm, bởi vì ban đầu là mức giá nó định hình ra là cũng không phải là quá cao. Tất nhiên có một số những chiếc điện thoại flagship của Xiaomi được định hình với phân khúc điện thoại giá cao thật, ví dụ như là Mi 10 Ultra chẳng hạn, hay thậm chí là Mi 10 Pro là cũng là giá cao thật. Đấy, tuy nhiên là những sản phẩm đó thì Xiaomi họ cũng xác định là bán ra số lượng không nhiều, nên họ cũng không sản xuất nhiều để đến mức độ mà phải xả kho, giảm giá một cách gọi là sốc óc lên. Đấy. Còn nếu mà bạn cảm thấy rằng là mức giá của Mi 10 Pro là đang cao, thì rõ ràng là với cái tầm giá 15 đến 16 triệu như này, bạn có thể mua hẳn Mi 11 luôn. Mua hẳn Mi 11 với con chip Snapdragon 888 luôn. Màn hình thì là màn hình 2K, độ phân giải là 2K, rồi tần số quét màn hình là 120Hz, độ sáng là 1500 nit. Thì mình nghĩ là bây giờ với cái tầm giá từ 15-16 triệu, không có lý do gì để chúng ta lựa chọn Mi 10 Pro nữa. Đấy, còn tiếp tục nữa là giữa Mi 10 Pro với S20 Plus thì nên lựa chọn con nào, thì mình nghĩ là với cái tầm giá này cũng không nên lựa chọn con nào trong hai con này. Mà nếu mà mình mà có 15-16 triệu thì chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn mua Xiaomi Mi 11. Thế hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo qua cái sản phẩm mới về với một cái sạc 120W, sạc 15 phút là đầy pin, đó là Vivo IQ7, cũng là chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 888 với mức giá chỉ rơi vào khoảng loanh quanh trên dưới 14 triệu đồng mà thôi. Đấy, nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là bây giờ thời điểm đầu năm 2021 này, với cái tầm giá mà bạn đưa ra, chúng ta đã có thể lựa chọn được điện thoại chạy con chip 888, thì không lý do gì mua những chiếc điện thoại mà nó quá giữ giá như là Mi 10 Pro cả. Đó. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Mạnh Phạm. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, em có một suy nghĩ, Apple đã mang chip mobile lên laptop, chip M1 rồi, vậy tại sao các hãng không mang chip PC vào mobile nhỉ? Lúc đó sẽ tạo ra một siêu điện thoại mạnh nhất thế giới thì bây giờ. Anh nghĩ sao? Nó có khả thi không? Mình nghĩ là không khả thi. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng như người ta mang chip mobile lên laptop để làm gì? Để tiết kiệm điện hơn đúng không? Đấy, bây giờ tự nhiên lại mang chip của laptop lên trên mobile, thế thì pin nào nó trụ nổi? Đấy, nó còn liên quan đến việc là tối ưu về pin, tối ưu về nhiệt độ, đúng không? Đấy, chứ không phải là sức mạnh nữa. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng là những cái chiếc máy nhiều là iPhone 12 series hay là Galaxy S21 series, nó đã có những cái con chip rất là mạnh ở trong điện thoại rồi, thì cần gì phải mạnh đến mức độ là khủng khiếp như là chip ở trên PC làm cái gì nữa, đúng không? Lúc đó thì với một thân hình nó quá bé như là điện thoại, làm sao nó có thể chịu được một sức mạnh như thế, làm sao nó có thể tản nhiệt được tốt được. Nên là cái trường hợp đó thì mình nghĩ là sẽ không có đâu. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Xấu Hơn Ma. Bạn hỏi là: em rất thích thiết kế của dòng S Samsung nhưng lại dùng Note 20, liệu có nên đổi
có nốt để lên S21 hay là S21 Ultra hay không, hay là vẫn xài Note 20 sau đó để dành tiền mua con M51 cho hai phụ huynh chỉ dùng để gọi Zalo cho người thân quen, hai phụ huynh đang dùng con Z7 Prime. Cảm ơn, chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Với cá nhân mình ý, thì mình thấy là bây giờ quan trọng là bạn đang từ Note 20 bạn lên S21 Ultra, bạn sẽ cần những cái gì của nó, đúng nào? Note 20 là một chiếc điện thoại vỏ nhựa, như vậy là lên S21 thì nó vẫn là nhựa thôi, lên đến tận S21 Plus về S21 Ultra cơ thì nó mới là vỏ mặt lưng bằng kính đấy. Thế thì từ Note 20 mà lên ý, thì mình nghĩ là bạn phải lên hẳn S21 Ultra thì bạn mới có một cái màn hình nó đẹp hơn hẳn đấy, rồi bạn sẽ có một cái hiệu năng tốt hơn, một camera ngon hơn, một viên pin trâu hơn. Và với tất cả những điều đó thì rõ ràng là lên Note 20 Ultra sẽ là một cái sự lựa chọn, lên S21 Ultra sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên hãy chú ý rằng bây giờ nếu mà bạn muốn lên S21 Ultra thì bạn phải bán cái Note 20 của bạn đi. Bạn nghĩ bạn sẽ bán được Note 20 với mức giá bao nhiêu? Cá nhân mình nghĩ là Note 20 bây giờ một số cửa hàng họ đang bán mức giá là khoảng mười mấy triệu thôi. Bạn bán đi chắc là chỉ được khoảng 15 triệu là giỏi. 15 triệu là giỏi đấy nhá. Vậy là bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền quá nhiều để mới lên đến S21 Ultra. Đấy. Còn M51 để mua cho phụ huynh ý, thì nói thật là không nên. Bởi vì ngoài pin trâu ra thì con này nó, những cái điểm khác của nó đều rất là bình thường. Đấy, 9 triệu mấy một cái điện thoại pin 7.000 để đánh đổi lấy viên pin. Thì mình nói thật với bạn chứ bạn bỏ ra khoảng 4 triệu thôi bạn mua một cái điện thoại pin nó cũng rất trâu rồi. Đấy, xong sau đó bạn mua một cục pin dự phòng ngon hơn là mua con Galaxy M51 với pin 7.000. Đấy, còn bố mẹ bạn đang dùng Z7 Prime thì mình thấy là Z7 Prime bây giờ vẫn đáp ứng được cái vấn đề gọi Zalo cho bố mẹ. Đấy, nhưng mà Z7 Prime thì cấu hình nó cũng đã khá yếu rồi. Trường hợp của mình khuyên bạn là bây giờ như thế này. Đấy là giữ Note 20 lại và không nâng cấp lên S21 Ultra. Bởi vì sao? Bởi vì số tiền nâng cấp lên nó quá nhiều. Đấy. Tiếp theo nữa, đó là cũng không mua Galaxy M51 cho bố mẹ mà bỏ ra số tiền khoảng 4 đến 5 triệu thôi để mua một cái điện thoại, ví dụ như là mua một cái Realme Q2 kiểu như vậy. Đấy, hay là hơn 5 triệu chúng ta có thể mua được Realme Q2 Pro. Mặc dù là sách tay thôi nhưng mà có sẵn tiếng Việt, phụ huynh vẫn có thể xem chiếc thứ thoải mái. Đấy, hay đợt này Realme 6 hàng chính hãng này cũng đang sale off, cũng chỉ có cái tầm giá như vậy thôi. Và mua cho phụ huynh sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý, thay vì việc bỏ ra khoảng 9 triệu đến 9 triệu rưỡi để mua một con Galaxy M51. Bây giờ các bạn thử hỏi trong tất cả các bạn đang theo dõi video này, có bao nhiêu bạn sẵn sàng bỏ ra 9 triệu rưỡi để mua Galaxy M51 với viên pin 7.000, trong khi đó thì tất cả những thứ khác thì đều rất bình thường. Đấy. Còn tất nhiên hôm sau mình sẽ có một video phỏng vấn một người bạn mình đã mua Galaxy M51 rồi. Tất nhiên bạn ấy cũng chả ngu gì, bạn ấy cũng vẫn là một người rất bình thường, bạn ấy cũng chả cần quan tâm gì, bạn chỉ cần quan tâm đến pin không thôi. Ok, mỗi người có một cái sự lựa chọn khác nhau. Đấy, và hôm sau mình sẽ thử phỏng vấn bạn ấy xem là tại sao và cái lý do gì khiến cho bạn lại mua Galaxy M51 nhé. Còn với mình thì mình sẽ không. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo của bạn Hòa Trần Công. Bạn hỏi là: anh Trâm hỏi một điều là em đang là sinh viên, đang đi làm lương tháng 3 triệu và đang xài Z4. Hiện tại nó khá lác, em tính mua trả góp một con Note 9. Như vậy có hợp lý hay không? Nếu không hợp lý thì anh tư vấn cho em vài mẫu điện thoại khác được hay không? Cảm ơn, chúc anh sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn. Nếu mà Note 9 ở đây là mình hiểu là bạn sẽ lên Galaxy Note 9 chứ không phải Redmi Note 9, bởi vì cơ bản là bạn đã xài một chiếc điện thoại Samsung rồi. Đấy. Thế thì với Galaxy Note 9 bây giờ mình tham khảo tại Rio Mango thì giá là khoảng 7,5 triệu đồng. Giá như thế nào thì bạn dựng video đã hiển thị lên trên hình cho bạn rồi. Đấy, thế thì với Galaxy Note 9 chúng ta sẽ được những cái gì đã? Chúng ta sẽ được một sản phẩm ở thiết kế kính kim loại nhìn khá ổn. Màn hình thì là màn hình 2K. Hiệu năng thì là đủ tốt ở trong cái tầm giá. Đấy, bạn có thể lựa chọn phiên bản chip Exynos cũng được hay là chip Snapdragon 845 cũng được. Camera thuộc dạng tốt nhưng mỗi tội là không có góc rộng. Đấy, và pin thì đủ trâu, 4.000 là mình thấy đủ trâu rồi, có cây bút. Đấy. Nếu mà mua trả góp thì mình nghĩ là bạn sẽ bỏ ra khoảng 1/3 số tiền, nghĩa là nó sẽ rơi khoảng 2 triệu rưỡi. Xong sau đó thì bạn sẽ trả dần khoảng 5 triệu. Thì với thu nhập là 3 triệu của bạn. 3 triệu của bạn thì không biết là một tháng bạn sẽ tích ra bao nhiêu. Đấy, nhưng ví dụ như bây giờ mà
bố mẹ mà nuôi ăn hết rồi, nghĩa là không cần phải mất thêm những chi phí cho việc ăn uống hay là nhà trọ các thứ thì thoải mái, chả vấn đề gì cả. 5 triệu bây giờ mà bạn chia đều ra khoảng 6 tháng kể cả cộng tiền lãi và là 6 triệu đi. Đấy, xong rồi mỗi tháng trả 1 triệu thì với cái mức lương 3 triệu này các bạn thì quá thoải mái rồi, chẳng thấy gì. Đấy, nhưng nếu bạn đang phải dùng 3 triệu để trang trải cho cả tiền nhà rồi tiền ăn uống các thứ thì mình nghĩ là không. Đấy, chỉ trừ khi bạn đang được bố mẹ nuôi thì ok, thoải mái. Hay là bạn đang được có một cái khoản trợ cấp nào đó, có thể trợ cấp từ bạn gái của bạn chẳng hạn, hay là trợ cấp từ ai đó chẳng hạn. Đấy, thì thoải mái, còn nếu không thì không nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tuân Nguyễn. Bạn hỏi là: anh ơi, trước kia em dùng Lumia 1020 Winophone, anh có thể đánh giá điện thoại này được hay không? Em thấy cấu hình của nó cũng rất mạnh, tại sao lại không phát triển nữa? Và vì sao trên hệ điều hành Android với cả iOS bây giờ thì rất nhiều phần mềm giống Winophone mà Winophone có từ bao giờ rồi phải không anh? Thực ra là Android và iOS bắt chước cũng khá nhiều từ Winophone ấy. Winophone ví dụ như ngày xưa là nó là giao diện phẳng ấy. Sau này là iOS, là bắt đầu từ iOS 7 trở đi là họ bắt chước Winophone là cũng để giao diện phẳng đấy, kể cả Android cũng thế. Thế thì cái chết của Winophone ở đây là gì? Đấy là vì nó có quá ít ứng dụng. Mà thế thì tại sao nó lại quá ít ứng dụng như thế? Bởi vì đơn giản thôi, đấy là không có nhiều nhà phát triển họ mặn mà với cả cái nền tảng này. Đấy, bây giờ ngày xưa lúc mà mình dùng Winophone ấy, không biết là bây giờ như nào, nhưng mà ngày xưa là không có Grab để mình có thể download được về. Muốn xem YouTube cũng không có YouTube chính chủ luôn, toàn phải download những phần mềm bên thứ ba thôi. Nó cảm thấy nó rất là khó chịu. Hay thậm chí là những cái ứng dụng ở trên trên YouTube ấy. À xin lỗi, các ứng dụng ở trên kho của Google với cả iOS có từ lâu lắm rồi, trên Windows Phone cũng chả có. Đấy, Google Maps các thứ làm gì có đâu. Đấy, nên là với những cái điểm bất tiện đó thì mình nghĩ là cái đó mới là cái khiến cho Windows Phone bị chết. Còn Lumia 1020 thì mình đánh giá là cái thời điểm mà nó ra mắt thì đây là một chiếc điện thoại camera đẹp. Nhưng mà camera của Lumia 1020 bây giờ mà so ánh sang với cả những cái sản phẩm flagship bây giờ thì làm sao mà đủ tuổi để so ánh được, đúng không nào? Đấy, bây giờ thêm nữa đó là Lumia 1020 camera đẹp nhưng gặp phải một vấn đề, đấy là chụp ảnh siêu chậm. Trời ơi, chắc là nó chỉ chậm sau mỗi cái chụp ảnh ban đêm của ông Bphone thôi. Đấy, nó chậm gọi là chậm vô cùng luôn ý. Và như thế thì bản chất mình hiểu là chúng ta sẽ sử dụng điện thoại ở trong mục đích nào? Trong mục đích là chụp ảnh khoảnh khắc, đúng không? Bây giờ chụp ảnh khoảnh khắc mà các bố chụp ảnh chậm như thế rồi thì mất đời khoảnh khắc người ta rồi gì nữa. Chứ đâu phải lúc nào mà chụp ảnh chúng ta cũng chụp ảnh tĩnh đâu, đúng không? Đấy, nên là vấn đề của Lumia 1020 là như vậy. Nó chết bởi vì đơn giản là vì Windows Phone là cái thứ nhất. Đấy, cái thứ hai nữa là cái yếu tố thực dụng, yếu tố thực tế ở trên sản phẩm này là không nhiều. Mặc dù ngày xưa chính mình là người dùng Windows Phone, mình cũng là fan của Windows Phone chứ không phải là không. Chứ không các bạn bảo là ui ông này ông anti Windows Phone. Không, ông chả anti gì cả. Mình dùng từ năm 20 cho đến năm 25 và các bạn biết là năm 20 thậm chí còn không có camera trước cơ. Đấy, xong sau đó mình dùng đến 13-20, dùng đến 15-20. Đấy, xong rồi thậm chí là HTC nhá, mình còn mua cả HTC 8X để trải nghiệm Windows Phone ở trên đó cơ. Thì không lý do gì mình anti Windows Phone cả. Nhưng thực sự là cái chết của Windows Phone là cái chết mà đã được dự đoán từ trước rồi. Đấy, và mãi đến cái thời mà mình bắt đầu làm review thì lúc đó mình mới chấp nhận được cái thực tế rằng là mình sẽ bỏ Windows Phone. Chứ còn trước đó mình cũng ảo tưởng như là những rất nhiều bạn đang dùng Windows Phone, Windows Phone mượt mà lắm, thế này thế nọ, rồi giao diện nhẹ nhàng. Ok, đúng, đồng ý với cùng một mức RAM, cùng một mức cấu hình như thế thì Windows Phone mượt hơn Android thật. Đấy, nhưng khi các bạn sang những trải nghiệm những điện thoại Android với cả iOS thì gần như là bạn thiếu ứng dụng gì là chúng ta có ứng dụng đó, bạn thích có ứng dụng nào chúng ta có ứng dụng đó. Đây, sang Windows Phone thì lúc nào phải thòm thèm, lúc nào phải lên hỏi là ôi anh em ơi đã có ứng dụng này chưa, anh em ơi có thể cài ứng dụng bên thứ ba như nào không, Instagram mà chả có. Đấy, rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến bạn Quốc Phòng 1921 Hoa. Bạn hỏi là: anh Dương có đam mê công nghệ mà không theo học ngành công nghệ mà theo học viện tài chính nhỉ? Vì thực ra là trước đây là mình thi vào học viện tài chính bởi vì đơn giản là mình chưa tìm được ra cái sở thích, cũng như là chưa tìm được đam mê của mình. Cũng chia sẻ với cả các bạn luôn, đấy là cái thời mà mình thi đại học ấy thì đơn giản là bọn mình chỉ thấy là cái trường nào nó điểm cao là bọn mình thi vào thôi. Đấy, không biết là bây giờ học viện tài chính có phải là một trong những cái trường điểm cao không, nhưng ngày xưa mình thi vào đấy điểm phải khá cao mới vào được. Năm mình thi là điểm tối thi, đúng rồi, điểm thấp nhất để có thể vào được trường 2-3.5 đấy thì mới có thể vào được. Thì
mình ý, nói thật với các bạn chứ, ví dụ nhá, ngày xưa mà mình định hướng được cái nghề mà mình sẽ làm là gì ý, thì có lẽ ví dụ như mình định hướng được là mình sau này mình sẽ làm tài chính chẳng hạn, thì có thể là mình sẽ chỉ phân vân giữa ngoại thương này rồi là học viện tài chính hay là kinh tế quốc dân thôi. Nhưng mà ngày xưa mình chả biết mình phân vân cái gì cơ, thậm chí là mình còn liệu nên thi bách khoa hay không này, trong khi đó bách khoa với tài chính các bạn biết là nó gần như nó chả liên quan gì nhau cả đấy. Xong rồi thậm chí là mình còn nghĩ là ồ hay là đăng ký sư phạm nhỉ, để sau này làm thầy giáo nhỉ. Nghĩa là trong đầu mình rất mơ hồ mà mình không biết là mình sẽ phải làm cái gì, mình sẽ phải thi cái gì. Nhưng cuối cùng cái năm mà mình thi thì thấy ôi ông nào cũng cắm đầu vào và thi vào các trường kinh tế để làm gì, để sau này có một cái tương lai tốt hơn đấy. Ai cũng sẽ nghĩ rằng là làm ngân hàng hay là làm kế toán hay làm kiểm toán hay làm thuế các thứ thì nó sẽ có tương lai tốt hơn. Tất nhiên những bạn trung thành với cả những nghề đó, những bạn quyết tâm theo đuổi những nghề đó, bây giờ những bạn bè mình bây giờ cũng đang rất thành công ở những cái nghề của các bạn đấy. Đấy, tuy nhiên với bản thân mình đi, mình chỉ xét riêng bản thân mình chứ không đánh đồng với tất cả mọi người nhé. Đấy là với bản thân mình không đam mê cái nghề này, mình không yêu nó. Và cuối cùng khi mình thi vào, mình ra ngoài mình làm thì mình chính vì việc mình không yêu nó thì mình không làm được thôi. Đấy. Nên là các bạn hãy chú ý thật kỹ, hãy xem là cái đam mê của chúng ta là gì. Đừng chạy theo trào lưu. Nếu mà chúng ta chạy theo trào lưu mà không phân biệt được cái chúng ta thực sự muốn thì cuối cùng chúng ta sẽ rất lãng phí thời gian và thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại được. Nếu bây giờ cho mình bắt đầu lại từ đầu thì ít nhất mình đã tiết kiệm được 4 năm học đại học. Và 4 năm đó sẽ khiến cho mình quay trở ngược lại thời gian, nó trẻ hơn bây giờ rất nhiều rồi. Và biết đâu nếu mà mình đã làm được cái điều đó thì bây giờ kênh Dương Dê đã không phải là có 580.000 sub và thậm chí bây giờ phải mấy triệu sub rồi. Đúng nào, 4 năm cơ mà. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình cảm thấy đáng tiếc. Anh em đừng như mình nhé. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.